Song Hye Kyo dạo chơi Hồ Thiên Đường ở Italy. Song Hye Kyo tản bộ trong phố cổ, ngồi bên hồ Como ngắm cảnh và cùng bạn bè ghé nhà hàng trong khách sạn 5 sao. Sa Milan để dự sự kiện thời trang, Song Hye Kyo kết hợp hội ngộ cùng những người bạn tại hồ Como, một danh thắng du lịch nổi tiếng vùng Lombardy. Trong loạt ảnh đăng tải tối ngày 16 tháng 9, minh tinh xứ Hàn diện trang phục đơn giản, dạo chơi trong những con phố cổ, các con đường đầy hoa và đi tản bộ bên hồ Como thơ mộng. Song Hye Kyo từng nhiều lần du lịch Italy trước đây, thông thường đều kết hợp công tác và du lịch. Lần gần nhất, nữ diễn viên phim Hậu Duệ Mặt Trời check-in phố cổ và các nhà hàng nổi tiếng Venice hồi cuối tháng 6. Nằm cách thành phố Milan sôi động chỉ 50 km về phía đông bắc, hồ Como như một ốc đảo bình yên, ẩn mình giữa những ngọn núi hùng vĩ của dãy Alper. Nơi đây còn được gọi là viên ngọc quý của Italy hay hồ Thiên Đường bởi vẻ đẹp hùng vĩ và yên bình. Người đẹp ngồi thảnh thơi ngắm vẻ đẹp của hồ Como. Danh thắng này thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng, là nước xanh trong và những cánh đồng xanh mướt trải dài quanh hồ. Hồ Como là hồ nước lớn thứ ba tại Italy và sâu bậc nhất ở châu Âu. Bờ hồ được tô điểm bởi những ngôi làng cổ kính ẩn mình trong những vườn cây xanh mướt. Xen kẽ là những biệt thự sang trọng soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Song Hye Kyo và bạn ghé một trong năm nhà hàng thuộc khách sạn 5 sao Grand Hotel Tremgeo nằm bên hồ Como. Từ khách sạn, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh hồ Como với những ngọn núi hùng vĩ và những ngôi làng xinh đẹp. Khách sạn nằm gần trung tâm thị trấn Tremgeo, nơi có nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng. Khách sạn Grand Hotel Tremgeo được biết đến với kiến trúc Art Nouveau độc đáo, view đẹp và các dịch vụ chuẩn quốc tế. Người đẹp đi dạo trên những con dốc lát đá trong khu phố cổ. Cô được khen trẻ trung và xinh đẹp ngay cả khi diện trang phục đơn giản. Song Hye Kyo thích du lịch từ trẻ, từng đặt chân tới nhiều quốc gia. Mỹ nhân hàng hiếm khi cập nhật trang cá nhân, nhưng mỗi khi cô tái xuất thường là hình ảnh những chuyến du lịch khắp thế giới. Song thường rủ những người bạn thân trong và ngoài giới showbiz đi du lịch. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.